Năm 21 tuổi tôi cũng chưa biết là tương lai nó sẽ ra sao. Bỏ hết công việc hiện tại đi về quê rồi nghe lời ba tao quẳng gánh âu lo. Hiện tại còn khoác lên mình màu áo lính, chứ không phải như tụi mày cứ hễ đụng chuyện là phóng ra dao. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao người đời cứ thích phân bua, lời người cô giết lẫn nhau sau những lần muốn ăn thua. Trong khi tao thì vẫn như vậy, nhiều lời thổ lộ còn chưa dám nói. Và nếu không đi nghĩa vụ quân sự tôi đã xuống tóc lên chùa sám hối. Vì cuộc đời quá nhiều bi thương nên tao không muốn tận mắt chứng kiến ước mơ người nghèo có đủ miếng ăn, còn người giàu buôn tỷ tỷ chỉ để chân diện. Thế nên tao quyết định nhập ngũ để chạy trốn hiện thực tàn khốc. Tao không muốn thấy đấu đá lẫn nhau và những sự thật càng biết càng sốc. Cho đến nay cũng được vài tháng tao thấy bản thân cũng đã khá hơn, rèn luyện tác phong an tâm, tư tưởng kiểm soát ngôn từ không để quá chớn. Trong đây cảm thấy an toàn cũng chẳng bận tâm hay là sợ ngày mai đói. Một là một hay là hai, trung thực ngay thẳng chẳng quan tâm gần mình là mình và ai là ai. Cuộc sống bộ đội có lúc giông tố cũng có lúc im điềm. 2-3 giờ sáng còn ngoài vọng gác trong khi ai cũng chân ấm niềm im. Khi mày va chạm vấp ngã thì đưa ngón giữa để chỉ đời, trong khi tao thì vẫn cố chịu đựng và có mấy khi tao được nghỉ ngơi. Năm 21 tuổi tao chọn cho mình con đường quân sự. Năm 21 tuổi gánh trên vai là ước mơ to bự. Và 21 tuổi rời xa gia đình phát triển bản thân. Năm 21 tuổi ý chí kiên cường để không có thứ gì cản chân. Năm 21 tuổi có cô bạn gái ôm eo từ sau xe, lòng vòng Sài Gòn cầu sang Bình Dương sảng khoái như đang nhai Cool Air. Món ăn vỉa hè hủ tiếu lề đường cùng người tao yêu thật là êm ái. Bên cạnh người yêu được là chính mình chẳng cần phải kìm lại. 1-2 giờ sáng phố đèn đường dần dần trở nên hiu hắt. Trên con xe cùng cô người yêu lượn lòng vòng là chiêu nhất. Thấy Sài Gòn này đang chạy chậm cứ thông thả mà tăng tay ga. Có những câu chuyện thì kể nhau nghe cả hai đều muốn đốt bay xa. Tao vẫn không quên những kỷ niệm đẹp xuất phát từ trong buổi chiều đó. Tâm đầu ý hợp là vượt qua hết chẳng ngại vướng chân. Khi gặp điều khó sẽ cánh cùng nhau trên mọi nẻo đường để thấy bản thân mình không cô đơn. Tao muốn hòa nhau thành một cá thể để tâm hồn này không thể khô hơn. Nhiều điều còn điên gồ hơn tao và cô ấy đã từng tính trước một chiếc nhẫn cưới cho sau này, đó là thứ mà tao sẽ đến ước. Bước lên lễ đường cùng bộ váy cưới phía dưới tràn ngập là tiếng vỗ tay. Nghĩ thế thôi đã thấy tuyệt vời cứ mang máng như người vừa uống say. Đây là động lực để sống tích cực chứ không phải sống trong sự hoài nghi. Mọi thứ sẽ khác đi và cuộc tình mình sẽ kéo dài khi đủ thông cảm, khi đủ thấu hiểu, khi mà yêu theo cách trưởng thành. Khi một ngày làm việc mệt mỏi chỉ muốn chạy đến ôm nhau thật nhanh. Và đó là những thứ mà tao có được ở tuổi 21. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời nên hãy học cách trân trọng những thứ bên cạnh. Cảm ơn vì tất cả. Please.